Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Ngày hôm nay, hãy cùng Xe Đạp Xanh tìm hiểu về những kỹ năng đi xe đạp đua cho người mới bắt đầu. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho Xe Đạp Xanh nhé. Xe đạp đua hay còn gọi là xe đạp địa hình là một trong những kiểu xe đạp được ưa chuộng hiện nay. Việc nắm rõ các kỹ thuật sử dụng xe đạp đua không chỉ giúp chúng ta đạp xe thuần thục mà còn cải thiện các đặc điểm về hiệu suất của sản phẩm. Một số người họ chỉ nắm các kỹ thuật cơ bản và nghĩ rằng đã đủ để hỗ trợ họ sử dụng. Tuy nhiên, các kỹ năng chạy xe đạp đua không chỉ ngừng lại ở mức cơ bản mà còn có thể phát triển theo thời gian. Bài viết này sẽ đề cập đến một số gợi ý về kỹ thuật đi xe đạp đua cho những người mới bắt đầu nhé. Vị trí tay, hãy nắm ghi đông ở phía dưới. Chúng ta thường nhầm tưởng kỹ thuật thông thường của một người đi xe đạp đua chính là cầm ghi đông ở phía trên. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu để điều khiển chiếc xe theo ý mình muốn. Đây cũng là vị trí ưa thích của hầu hết các tay đua, vì vị trí người của những người đạp xe đua có xu hướng thấp và hướng về phía trước. Việc đặt tay lên ghi đông còn có tác dụng giữ thăng bằng cho người đó không ngã nhào về phía trước. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng sức cản của không khí sẽ hạ thấp hiệu quả đạp xe của bạn xuống. So với khi cầm ghi đông phía dưới, bạn cũng có thể dễ dàng chuyển sang một líp nhỏ hơn, vòng tua nhanh hơn cùng với một lực đạp. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu cho thấy, cầm tay phía dưới ghi đông sẽ duy trì cho bạn tốc độ và độ dài quãng đường. Với thời gian lâu như vậy, bạn sẽ đạp xe nhanh hơn và xa hơn cũng như ít tốn sức lực hơn. Không dùng quá nhiều phanh, thắng sau xe đạp. Đối với những người mới đi xe, việc dùng phanh sau sẽ có thể làm chậm tốc độ xe lại. Nhiều người cũng nghĩ rằng nếu dùng phanh trước thì cơ thể của họ có thể bị văng qua ghi đông, dù bạn đang đổ dốc hoặc chạy tốc quá cao. Tuy nhiên, để kéo dài tuổi thọ của phanh xe đạp, bạn nên tập sử dụng phanh trước nhiều hơn để xử các tình huống khi đạp xe đường dài nhé. Đừng để tụt lùi quá nhiều so với tay đua phía trước. Thông thường, đạp xe thành nhóm sẽ lợi hơn vì lực cản của gió bị cản lại. Chúng ta sẽ đạp xe dễ dàng hơn nhiều so với đạp một mình. Lợi ích này cũng có tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa bạn và người đi trước càng gần hơn thì lợi ích này càng nhiều hơn. Hãy duy trì khoảng cách vừa phải giữa bánh xe trước của bạn và bánh xe sau của người đi trước bạn. Để làm được việc này, bạn phải tập luyện nhiều và tăng khả năng tập trung cao độ. Tập luyện chạy nước rút. Nỗ lực chạy nước rút bao gồm những động tác như nắm chặt ghi đông phía dưới và huồng pedal thật nhanh. Điều này có thể khó với bạn, nhưng hãy cố gắng tập luyện đều đặn để quen dần với nó. Việc tập đạp xe nước rút sẽ giúp bạn trải qua một số tình huống nhẹ nhàng và xử lý tốt hơn khi gặp sự cố bất ngờ. Mỗi ngày hãy cố gắng chạy nước rút 100m với nỗ lực cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Đừng dành hết thời gian để đạp xe. Nhiều người cho rằng đạp xe càng nhiều càng nhanh nâng cao trình độ và kỹ thuật đạp xe. Vì thế việc duy trì biên độ luyện tập thường là 2 lần một tuần. Tuy nhiên, không được đạp xe quá nhiều vì sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Cơ bắp của bạn cũng cần thời gian nhất định để phục hồi. Kéo dài sẽ gây ra mệt mỏi và cơ bắp thường xuyên đau nhức sẽ làm bạn cảm thấy chán nản. Hãy ngừng tập luyện để lấy lại thể chất và tinh thần nhé. Đừng quá cố gắng dẫn đến những bất cập xấu cho cơ thể và cả chiếc xe đạp của bạn.